Xin chào anh em, chào mừng cả anh em đã quay trở lại trên channel của mình nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ưu và nhược điểm của team xuất huyết anh em nha. Thì như anh em đã biết đấy, cái team xuất huyết của chúng ta trong tựa game chiến binh tối thượng này thì là cái sát thương anh em không thể xóa bỏ được nha. Đây là sát thương chứ không phải là những cái hiệu ứng debuff, những hiệu ứng khống chế đâu. Hiệu ứng sát thương này thì nó sẽ trừ theo từng lượt một, nó sẽ kích hoạt. Sẽ kích hoạt trừ dần dần máu, kích hoạt theo các tầng anh em ạ. Mỗi khi kẻ địch hành động thì sẽ bị chịu sát thương. Thật sự cái sát thương của cái xuất huyết này nó sẽ mạnh khi mà anh em sở hữu được những con tướng nó có những cái kỹ năng nó kích nổ. Kích nổ ở đây chính là kích nổ tất cả những cái chồng búp xuất huyết trên cái đối phương mà anh em bật cái hiệu ứng xuất huyết này vào nha. Hiện nay mình thấy những con tướng SS thuộc hệ kỹ chỉ có mỗi con Barbie D là có khả năng kích nổ thôi anh em ạ. Xem mấy con này có con nào còn có kích nổ nữa không đây. Kèm quả xuất huyết này. Những con này chỉ có ấy thôi anh em ạ. Con Barbie D là nó kích nổ thôi. Mấy con khác thì nó chỉ là tích xuất huyết vào thôi anh em nha. Nên đây sẽ là chắc chắn sẽ là một cái điểm yếu của những con tướng xuất huyết khi anh em chơi đến từ chất SS. Anh em chơi bu tim hệ này nha. Nó sẽ không thể kết thúc được quá nhanh đâu. Mà nó sẽ cần câu kéo thời gian, cần có những con tướng thể chất. Cần một hai con tướng thể chất. Giờ bây giờ mình sẽ test qua một vài cái phụ bản. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tiếp anh em nha. Chiến lược hiện tại là 4 triệu này. Và trận thì gồm có Barbie D, Gohan, Thần Kibito và Rốt là Android 16. Android 16 đứng một mình không thể tăng nổi đâu. Nhưng xuất huyết cần rất gần những con tướng có khả năng trì hoãn câu kéo. Cái trận đấu nó kéo dài để cho kẻ địch hành động càng nhiều, lượt sử dụng càng nhiều thì chúng ta mới gây được sát thương tối đa nha. Khi con Barbie nó tung cái trực chiêu nộ này thì nó mới kích nổ tất cả những cái nộ tích trên đầu địch nha anh em này. Cái hiệu ứng những cái máu này, những con tướng khác sẽ gây đấy, kích nổ đấy là kích nổ nha. Nhưng mà những mỗi con tướng thì nó sẽ đánh dấu một cái tích nổ khác nhau anh em nha. Mỗi cái tích này là của một con tướng khác nhau ấy, còn cái kỹ năng kích nổ của con Barbie D thì nó những cái kích xuất huyết này trước thì nó vẫn tính cho những con tướng như con Gohan này này. Thì cái kích này vẫn là còn Gohan, còn cái kích tiếp theo mới là còn con Baby. Hai cái nó không liên quan với nhau đâu. Vớ vẩn, qua được gần tài này luôn anh em nha. Qua đấy, một tơ nữa rồi, qua luôn. Đấy. Nên cái con ác này thực sự mạnh. Team xuất huyết thực sự mạnh khi anh em sở hữu được ít nhất là phải một con tướng thủ có những cái khả năng hiệu ứng hóa chocolate này, hiệu ứng khiêu khích, thì khi đó chúng ta mới đạt được những sức mạnh thực sự của cái team xuất huyết này. Câu kéo trận đấu càng lâu càng tốt thì nó mới mạnh nha. Hiện nay theo mình nghĩ team xuất huyết rất mạnh khi chúng ta có hai con tướng tăng và một con tướng kích nổ, chắc chắn cần một con tướng kích nổ rồi. Nam cho nó nhanh lên một chút, chứ mà để lâu lâu thì gặp những cái team AOE là chỉ có toang rồi. Về đến late game thì những cái team AOE với cái team one hit đấy sẽ lên ngôi nha. Chắc chắn đến tương lai khi xuất hiện những cái con tướng đó, những cái vòng quay sự kiện, những cái sự kiện lớn anh em chắc chắn sẽ chơi những cái team đấy. Nhưng mà top đam bây giờ vẫn thuộc về con tướng Vegito thôi, cũng là thuộc team xuất huyết. Con tướng này thì anh em nông dân không thể nào sờ tay vào được rồi. VIP 14. Đúng rồi, hình như VIP 14 nạp vào đây tầm 36 40 triệu mới được con tướng này cơ. Con này thì hơn kích nổ mạnh hơn con Barbie tỷ lần luôn. Cũng không hẳn là tỷ lần đâu. Chắc triệu lần thôi. Xịn luôn. Có cả skin này. Trong được try chưa này.
Đấy, mình phân tích qua điểm mạnh điểm yếu của nó rồi, với cả chùm con hiện nay những con tướng từ chất NS thì chùm kỹ thì chắc chắn anh em phải nhắc đến heo Vegeta nha. Heo Vegeta thì đạt cấp pin 8 là chúng ta có sở hữu được này. Ngoài ra thì anh em may mắn thì có thể quay được nó ở trong những vòng quay sự kiện triệu hồi riêng này, sự kiện theo tuần thứ nếu mình nhớ không nhầm là tuần thứ 5 có này, tuần thứ 2 hay tuần thứ 3 cũng có mấy cái banner của Vegeta đấy. Anh em thích chơi team sốc nhất thì bùi nó cũng được. Còn anh em nào thích chơi team kiểu sốc ta một phát to luôn, không thích câu kéo trận đấu, thích đánh một phát chết luôn, thì chúng ta hãy nghĩ đến việc bùi team AOE và team on hit. Nhìn chung mà nếu mà chúng ta không có những cái con tướng kích nổ này thì anh em sẽ phải bui theo cái trường phái team hỗn hợp kiểu nửa nạc nửa mỡ ấy, kẹp thêm một con tướng gây sát thương đơn diện để cho kết nhanh một địch nhé. Xong rồi kẹp hai con xúc huyết này, một con búp này, một con sát thương đơn nếu không có kích nổ, xong rồi một con tăng hoặc là hai tăng hai xúc huyết một búp, kẹp bui như vậy sẽ hợp lý hơn. Những con búp à những con tăng thì nó phải có những cái hiệu ứng cỏ cưa trận đấu, hiệu ứng hồi sinh, những cái hiệu ứng ngon. Chứ như con này nó vẫn đi, nó là 16 này nó vẫn đi, nó chỉ đứng một mình thì nó vẫn sinh, nó vẫn khỏe, chứ nó cần hỗ trợ của những con khác mà nó mới trở lên mạnh thì không làm gì được thì cũng thành phế rồi, rất là a đuôi. Cơ bản là cái game của chúng ta cũng phụ thuộc rất nhiều vào nhân phẩm. Nếu mà anh em quay được con tướng nào thì chúng ta xoay tua theo cái đội hình đó thôi, không phải là muốn chơi đội hình nào thì chơi đội hình đó, trừ khi là mình nạp tiền mà không thì vẫn phải cầu vào sự may mắn. Quá, một kim cương được 50.000 vàng này. Rồi đấy là cảm quan và đánh giá cá nhân của mình về cái team xuất huyết này. Nếu anh em có góp ý gì, có những cái chia sẻ gì anh em chơi trước bên server nước ngoài thì anh em có thể comment dưới video nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.